Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Minh Minh TV. Lại là mình Minh Minh đây. Thì lại là một clip về series săn bounty của mình đó nha mọi người. Mình sẽ làm là cái series săn bounty cho đến khi mà mình lên được 10 bounty. Như các bạn mình biết cái đó là một quãng đường dài á. Là mình sẽ làm một cái series về cái việc săn bounty nha mọi người. Bây giờ lại là một clip mà mình đi săn bounty bằng trái bottle. Hiện tại mình đang tập combo của nó. Và bây giờ mình sẽ đi tìm người ở server này, nó khá là nhiều người nên là mình sẽ đi tìm. Mình sẽ đi tìm người, mình đi săn bounty bằng cái combo gãy trọng lực với lại quất của mình nha mọi người. Ở đây chắc không có ai quá. Nãy giờ đi kiếm mà không thấy ai lên vào mắt hết trơn đó mọi người. Rồi chắc mình đổi server quá, server này không có ai rồi. Ok, mình sẽ ở Sivan. Mình vừa hôm qua mình mới săn lên được 33 nha mọi người. Và bây giờ mình sẽ săn lên 34 nha. Mình biết cái mức con tay mình săn không có biết cái nổi không nữa. Chưa gì thì mình thấy một cứ hải quân 39 đang dựng cái bottle. Đây rồi. Có ai nữa không ta? Có mình thứ này thôi, nó chơi combo dìm lava mọi người. Con ta thái cầm cây nữa, thái bóng tối nữa. Mình sẽ bê với thứ này. Trời ơi, xin cái cổ bên ngon đi. Thực ra hút quá. Cái này hơi căng rồi nha. Cái thằng bột ta Nguyên Liên đâu rồi? Mới đây mà đâu rồi? Ủa? Anh Liên chạy ở đâu mọi người? What the... À tôi thoát trò chơi rồi, trời ơi. Quái thì cái chơi cái gì mà mình đang vui với nó hết game quái đạn thì xin này cũng không có ai luôn thiệt luôn á hả, mình này cũng không có ai luôn thiệt luôn quái đạn thì cái chứ xin này cũng không có ai thiệt luôn, chắc mình nổi xin tiếc mọi người đang đánh nhau phía kia thì nó chạy mày coi. À, ở cuối là có level, có cuối level 24 nè. Level 2400 nè. Đủ BB, đủ nó chơi không? Với lại có thêm cuối level 2550 này để dùng cái mắt ma nè. Mình chơi với trái băng nó có thử nhất, còn nó có trái băng. Ôi giờ Silver không có ai để mình BB luôn. Có mỗi phút kia mà mình biết là nó có BB đâu. À, có phút đó là vừa mình. Rồi, mình xong rồi với bố rồi. Rồi. Trời ơi, nó chạy rồi. Chạy gì hay thế anh trai. Nó xuống dưới, nó xuống dưới lấy mình à. Rồi, chạy vô quán cà phê rồi, ok. Bê bê bạn ơi, kỳ thế nhờ. Đứa nào cũng chịu bê bê à mọi người. Thấy nó dùng vỏ điện á, mình nghĩ là nó không có dám bê bê đâu. Cái bữa xong bò tì này bắt đầu bắt ổn rồi đó. Này rồi, cái canh hạt cơm mình đi đâu đó. Đi vô chỗ survive mọi người.
Kìa. Quê vô cái mỏ mà nè. Lỡ chúng con boss rồi. Chết tôi rồi em ơi. Chạy chạy chạy. Trời ơi, chú có boss hoài vậy? Chú boss nó không chế nữa. Boss nó thiệt luôn á chứ. Xin nghỉ 8k bao 94 con boss nữa mà lại biết nãy giờ nó cay lắm. Chú là gì? Chú là gì? Chú là gì? Chú cũng lâu, chú cũng lâu là gì? Trời ơi, nó biết cũng lâu rồi. Tôi biết mà tôi chơi lắm. Họ nó chạy mất tiêu rồi các bạn ơi. Nó chạy đi luôn rồi. Ôi chết 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 tôi không để cho mày ra được nói kia bay lên nào. Ủa nó đâu rồi mày? Ra đây đúng thiệt luôn á chứ tôi giết thì đúng thiệt luôn. Mình cứ bay lầm vòng vòng hoài khó chịu. Cuối đi riết là cũng hơi căng luôn á, chơi dẫn biến hình đó là mình chịu. Trời ơi, nó chơi nó chạy hoài. Cứ là 816 các bạn ơi. 816 mà chơi chạy. 816 mà chơi chạy. 816 mà chơi chạy mày. Ra đây chơi với tao nè. Ra đây cu, ra đây. Yeah. Không bb nữa hả? Thiệt luôn á, lại nó biến vậy cũng lâu là mình thấy mệt rồi. Giờ nó không có chịu đi đâu hết trơn. Phải đổi silver tiếp, sáng mới săn được cơm mẹ nè. Còn mới săn 5-6 đứa nữa mới lên được 34. Đây rồi, silver được đấy. Chết rồi, mình mới ăn được có mục tiêu của nó mà nó làm dữ gì trời. Đúng là nó còn đứng tập cá nữa chứ. Ơi 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 giờ cứ này nó spam dữ dữ nó rồi. Chịu, hoài luôn trời ơi. Lại nhắm tao hả? Không phải, nhắm một phút khác. Trời ơi, sếp chết nó luôn kìa trời ơi. Đi cho mà biết combo.
Trời ơi, bị cướp rồi, đẩy ra đi. Ôi, hồi hốt nha cô. Trời ơi, hồi hốt, hồi hốt, hồi hốt, được. Hồi hốt, hồi hốt, được, hồi được, được. Một đứa nè. Rồi, 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 rồi. Vô đây hết. Trời ơi, nó sắp chết rồi chứ. Rồi xong bay 12k vô tư rồi. Cuối này là 57. Ý đạn gì cơ chứ. Rồi một đứa đọc với một đứa Kitsune nó chơi với nhau rồi. Kitsune. Ôi, quýnh đọc ở đâu không phiền. Quýnh đọc ở đâu á. Ủa, ơi, cái gì vẫn nhầm, vẫn nhầm, vẫn nhầm, vẫn nhầm, vẫn nhầm. Ấn nhầm, ấn nhầm. Ấn nhầm, ấn nhầm, ấn nhầm, ấn nhầm. Các bạn ơi, mà ấn nhầm, thì luôn á. Thì luôn á, trẻ giữa tự nhiên mà ấn nhầm làm gì. Cứ là nó phát đi. Nó phát chiêu thì luôn á. Mà chơi kiểu gì kỳ vậy. Rồi, từ từ bình tĩnh bạn ơi. Từ bình tĩnh, từ. Từ từ từ. Từ từ bạn ơi, có gì từ từ giải quyết bạn ơi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chạy mình. Mình mới, mình mới chạy được vậy rồi. Ừ, chết rồi, tôi yết máu của nó đó bạn ơi. Yes sir. Nó đã. Thằng này nó gì? Rồi xong bay màu luôn. Mới ăn được mảng thước kia xong giờ mình xuống lại nữa không? Quái thì có chứ. Từ cuối này nó còn bật VV chắc chắn luôn. Ủa nó dùng cái băng tách kìa. Kìa mày dùng cái băng tách mình rủ tao xin luôn mày. Mày lắm trò thật sự. Cuối này nó dùng cái băng tách mà nó không có làm gì được á. Quá à. Mày dùng chơi chắc không tết kêu tao solo mày. Mày kêu tao solo mày. Mày kêu tao solo mày. Cứ là sử dụng chiếc phong cách mà nó. Nó làm như nó. Mà không có chơi được. Cố hồn. Rồi. Dính rồi, dính rồi, dính rồi. Trời hụt nữa kìa, sao hụt hoài vậy trời. Dính mà sao mà đủ kịp được. Trời ơi, mệt thiệt luôn á. Mấy cuối này nó sử dụng cái phong cách thì nó có làm gì nữa được.
Mệt thiệt luôn á, cái thằng sử dụng cái phong cách nha, sao mệt mà nha. Một kill, ơi. Kìa. Quái đản, cái thằng này nó sử dụng cái phong cách. Coi chừng vào đó. Nó sử dụng cái phong cách các bạn ơi. Mà không làm gì nó được luôn, quái à. Chơi với phong cách cay thế nhở. Cay mà lắm rồi đó nha, con chó. Chắc còn đổ silver để mình săn quá mọi người. Cái silver này nó đúng kiểu nè. Cái thằng khứa kìa. Nó chơi chứ phân cách mình không làm gì được. Chắc còn đổ silver quá. Gặp thằng khứa đó nữa thôi mình chịu á. Mình còn thằng săn thêm 5 đứa nữa là mình lên được 34. Trời ơi, silver này đúng không? Silver này có vẻ là hơi ít rồi. Mấy thứ này được nhờ. Mấy thứ này toàn level thấp không rồi các bạn ơi. Có thứ level 250 rồi. Hòa đứa luôn, cái luôn. Được phép. Mình sẽ đủ cũng là nó bbb. Thằng khứa này 56 quái rồi thì cái chi cơ chiếc spam cái gì má thấy mình kêu không có cái thứ một 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 mấy ông ơi. Ôi, 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 một đứa ngon rồi ngon rồi nhưng mà không có được phần thưởng theo như trời chả hiểu sao sao mà không được phần thưởng luôn chẳng lẽ 33 chia 5 16 là mẹ cái ly ra liên rồi. Trời ơi là chơi. Ít đèn hoài đừng có chơi dữ được không. Năm 16 nó cũng rồi silver rồi. Này đi. Chết mày rồi Queen. Trời ơi, nó chơi cái chơi cái chơi xong Vita là vẫn có làm gì được đúng không? Vô đây mới cưng. Đúng rồi. Chém giết lẫn nhau đi, tao chỉ có việc thúc chúng mày ra rồi ăn kêu thôi. Lại đây. Một đứa. Ngon rồi đi mời. Xin một đứa nữa, xin điểm. Mà sao nó cứ không cay thế nhờ. Không có mẹ thấy người hoài có làm nhỡ nó đâu trời ơi là trời rồi cứ là sử dụng chứ quay thì luôn trời ơi chơi mà nó cứ cho mẹ thấy người như thế này sao mà chơi được mình rất là cay cái kiểu đó luôn ấy kiểu mình giết được đối thủ mà nó không có cay quá.
Chả hiểu tại sao nữa, mình giết được đối thủ nhưng mà nó cứ kêu mẹ nhau. Và các bạn làm biết khắc phục cái lỗi đó không? Chỉ mình với mình khó chịu thật sự luôn á. Nhiều khi mình kêu được mấy thằng bao đi cao cao á, mà nó cứ kêu là mẹ nó ngây hoài à. Rất là cay cái điều đó. Nhiều khi mình tức mà không làm gì được, biết ngồi chửi ông mắt mình ha. Chả hiểu tại sao nữa. Thì vừa này đông đông rồi đó. Mình mong là sẽ có đứa ra ra nó đánh nhau với mình. Có thiệt luôn. Đừng nói là mày không bật VB nha cung. Mình thấy cái kiểu đó chắc chắn là nó có bật VB rồi. Nó có bật thiệt luôn hả? Nó có bật chị. Chị nó không có bật. Trời ơi, làm ta tốn chiêu của mày nãy giờ. Thì ra mày có bật không thì nó đại nha. Dính chửi mình. Mà lại thế giới song song mình cái mình. Kìa, nó vẫn quýnh mình, chúng mình được không? Quả đạn thì cái chưa. Nó cứ chạy hoài sao mà chơi. Khốn kiếp. Trời ơi, hụt rồi. Hụt rồi, trời ơi là trời. Chết rồi, chết, 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 chết. Hay. Muốn là sử dụng được. Ô, quá. Ủa, mắt mày anh, mày có bật VB hả? Một đứa nè. Tay ba tội ơi, mà nó cũng bị lỗi. Xin một kill. Mình đang ở trạng thái 34 mà sợ gì. Còn một đứa đâu rồi? Mày cứ chơi nút đùm di động như thế thì ai mà chơi lại mày. Xin một kill nữa này. Giờ xưa sắp lên được 34 rồi. Cố lên em ơi. Kìa, không có ai ra luôn hả? Còn hai đứa nữa à. Rồi. Kìa. Không được rồi, không được rồi, nó đâu rồi? Mà hết chơi như thế là sao chịu? Xin thêm một kill nữa nè. Đi đi đi. Đúng rồi. Cùng lăn vào bếp cả nhà ơi. Mình phải hút nó vô bảo tồn mới được. Đúng rồi. Kìa. Hết 14 rồi. Mấy hình gì? Sức mạnh của bóng tối hả? Kệ đó, không quan tâm. Trời ơi là trời. Ôi, cái gì vậy? Quá cục. Mày nói là nó gì mình xuống nước gì?
luôn á, nó chờ nó chơi kiểu chờ. Chết rồi, chết rồi, còn đứa này nữa là mình lên ba mà tôi mà kết thúc bao nhiêu luôn được rồi. Trời ơi, người mình bị lát giải lên không được. Yes sir, lên ba mà tôi các bạn ơi. Nè, bây giờ của mình ở đây cũng đã kết thúc rồi đó các bạn ơi. Hay đừng quên cho mình một like, một share và cho mình đăng ký để mình có thêm nhiều động lực. À, như video mới nhất nha. Ok, hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Cái này nó còn muốn chơi nữa hả? Trời ơi, nó còn muốn chơi nữa các bạn ơi. Thôi, để từng kết thúc nhiệm cho nó lên bàn thờ ăn xôi luôn. Ở đây. Cái khoảng cách này mà không tới được ta đâu. Ở đây. Thằng đi nhóc. Rồi, thằng này bị chơi nào. Sợ 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 sợ. Sợ sợ cứ lên sợ cứ sợ các bạn ơi. Mày còn muốn chơi tiếp nữa hả? Mày để tao kết thúc video đi, mày còn khiến tao chơi thêm một ván nữa không? Mệt lắm rồi, cho nghỉ miếng đi mà. Ui, mặt trời lên rồi, wow. Trời ơi, là trời nó có chạy hoài sao mình chơi. Thứ này thiệt tình luôn á. Nhảy lên trên không nè. Rồi bắt con này lại nè, rồi bắt không được luôn rồi, bắt cục rồi. Thôi mình chạy vô quán cà phê kết thúc video, đấu cái khối này mệt quá. Ok, và video của mình đến đây kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy hay đừng quên cho mình một like, một share và cho mình một đăng ký để mình có thêm nhiều động lực và làm thêm nhiều video mới nhất nha. Ok, hẹn gặp lại các bạn. Từ từ, rồi mình tiếp xúc nha. Bye bye, hẹn gặp lại.